À, xin chào buổi chiều mọi người á. Này, đây là cây Phú Tân nè, bữa hổm mà mình đôn tàn lại, còn tàn lại. Xong rồi nó ra sần nùi á, ra lá chân sần nùi nùi nè, mới rong lá. Hiện tại nó đón đọt rất là mạnh nè. À, chúng ta coi tùy tình hình cây nhà. À, này cũng à, coi như là tháng 4 âm lịch. À, những cây này lá nó rất là già rồi. Đây, sần nùi mình làm tới luôn á. Khi mà chúng ta làm á thì chúng ta lá già chúng ta nó làm nha, còn những cái lá non chúng ta chừa lại đó. Còn cây nào nó già nguyên cây á đó, thì chúng ta làm hết luôn á. Rồi nhau nhóc bên trong chúng ta cắt tỉa bỏ luôn. À, coi tình hình cây nhà, những cây cúc thọ hương nè đó, nhưng mà lá già chúng ta có thể cắt trụi luôn á, còn lá nó non á thì chúng ta chỉ rong lá thôi. Anh em nhớ kỹ nha. À, chứ anh em cứ gọi hỏi hoài vậy đó, khi nào làm chúng ta căn cứ vào tình hình cây nhà chúng ta. Như cây Phú Tân này nè, nay toàn bộ lá nó già hết rồi, già cứng hết nè. À, chúng ta xem nè, cái mầm kim trong đây nè đó, mà nó bóng á đó, là chúng ta lặt được nó sẽ đâm cái chồi mới liền. Còn cái mầm kim mà nó ra nó lụa như thế này á, chúng ta không có lặt á, nó lụa thế này chúng ta lặt là nó không có đâm được. Nó phải dùng cái đầu nó phải nhọn á, nhọn ta lặt nó đâm liền. Như cây này mình làm á, những cái mầm kim này nè, nó nhọn 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 không á, nó nhọn mà nó căng bóng lên á, ta lặt nó sẽ ra đọt liền, rất là khỏe. Đó, này mình làm cây Phú Tân nè. Những cây thọ hương thì chúng ta làm á, hồi năm rồi mình đã làm rồi, làm rằm tháng 5 âm lịch á, làm trễ nhưng mà đến Tết thì bông nói chung là cũng tương đối đạt. Năm nay thì rút kinh nghiệm làm sớm hơn á. Chúng ta thể xem một số nguồn tham khảo đó. Anh em vô có chơi Facebook á, vô Facebook của vườn của anh Thanh Hòa, Phạm Hòa đó, có một số cây thấy lặt trụi luôn á đó. Nói chung là làm từ từ rút kinh nghiệm á. À, lặt trụi luôn nè. Nói chung là lá rất là nhiều mà có thứ gì đâu không à. Cái mầm nó không có nụ á, Tết nó và là những cái nó đi nụ sớm nè đó. Anh ta nay tháng 4 âm lịch rồi đó, anh ta không lặt là tới tháng 10 á, 9 tháng 10 là nở vàng cây luôn à. Mấy cái nụ này sẽ nở nở sớm á, hoặc là nụ này sẽ bị hư, nó lọt sọt đó. À, năm rồi mình có làm rồi đó, có chia sẻ cho anh em á, có cái tham khảo. Nói chung là này nè, chỉ tham khảo thôi á, tùy áp dụng tùy cây nhà chúng ta nữa, chứ không có rập khuôn. Anh em thấy mình lặt á, cây khi anh em cây đang lá non non èo thế này nè, cục đè lặt trụi hết là không được á. Những cái nụ mà làm sớm ta lặt cái lá chân cho nó hư cái nụ đi đó, ra đọt mới. Họ hương nè, này đặt cứng luôn á. À, này làm cây Phú Tân nè, nay làm cái lúc này làm sớm hơn sẽ lấy được nhiều cây đọt hơn. Tùy cây á, cây nào rậm rạp ta mới làm, còn cây này anh em nó không có gì hết trơn á thì đừng có làm á, chỉ rồng lá chân thôi. Đây đặt cứng luôn á, bên trong nè cứng ngắt cái cây luôn nè. Tham khảo cho anh em có cái làm á. Đó, như thọ hương nè, những cây thọ hương mà giờ lá già thì chúng ta có thể lặt lá thâu tàn luôn. Đó, Tết mà chúng ta chơi người ta không có thâu tàn là giờ người ta lặt lá là thâu tàn là thay chất trồng rồi luôn á, ép chậu rồi luôn, làm lượt luôn á. Tháng 4 âm lịch nè, lá nó già, nhựa sống nó dồi dào rồi, giờ chúng ta thay chậu rồi, ép chậu rồi, cắt rễ rồi á, cây rất là mạnh á. 4 tháng sau khi chơi Tết nè, lá cứng á, lá sần nùi nè đó, thứ gì đâu không á, nó không có gì mà ra gì ha. Chúng ta để thì nói chung là nó ra đọt thì nó ốm nhom nhách à, đọt không có mập được, tới Tết bông cũng dở, Tết bông lọt sọt, bông sớm bông trễ thì nhau nhóc tùm lum á. Này này thay lá giữa năm rong lá. À, mình có làm nhiều clip rồi nên có cái tham khảo à. Mình sẽ làm cây này. À, tiếp theo anh em, rất nhiều anh em hỏi năm rồi á,
làm gì tết tết bông có đạt hay không á. Đó, mời anh em xem cái video những cây này nè, năm rồi mình làm vào rằm tháng 5, có nghĩa là trễ hơn là bây giờ khoảng là hơn một tháng á, nay chưa tới rằm tháng 4 âm lịch nữa. Đó, mấy cái này nó rồi mình làm rằm tháng 5 nè. Đó, chúng ta coi cái ba cây bông nó như thế nào á. Hy vọng năm nay sẽ đạt hơn năm rồi nữa, làm càng ngày càng rút kinh nghiệm á. Năm rồi mình làm thì cây của mình không có bị đổ sớm á. Đó, tháng 9, tháng 10 rồi đó, không có đổ sớm. Đó, rất là khỏe. Đó, chứ mà chúng ta không làm mà tới tháng 10 lên khắc phục mai đã nở sớm á. Nụ tạo đúng ngày đúng giờ thì phải bung á. Đó, khắc phục nở sớm, khắc phục rụng nụ rồi quá. Khắc phục nở sớm ta lấy cái cây đọt làm bông á, lấy đúng á. Giờ tháng 4, rằm tháng 4 á, chúng ta làm đến tháng 5 là được cây đọt á. Cái cây đọt đó làm lấy thêm hai cây nữa làm bông á. Rồi, mà anh em xem những cái cây này hồi Tết năm rồi, năm rồi mình làm cái vụ mà thay lá giữa năm. Mà anh em xem hoa của nó, quá trình nó kéo dài khoảng hơn năm á. Đó, anh em có tham khảo, đó, khỏi mất công nghiên cứu nè. Đây, mình làm sẵn hết rồi. À, có tham khảo thôi. À, thay lá mai giữa năm. À, thay lá rong lá tùy á, tùy cái áp dụng, không phải cây nào cũng phải thay hết á, già mới thay. Còn có đọt non thì chỉ rong lá chân bên trong thôi. Cúc đỏ hương á.
trai con là gái nha. Con trai thì con trai. Cái đa phúc trổ hoa này. Chùm chùm luôn. Tăng trảo hoa rất là đẹp à. Cây thọ hương à. Nhỏ thôi. Rần rần luôn á.
vàng ươm hết trơn. Cây đa phúc ha, bông bự ha, chùm chùm luôn ha. Cây Phú Tân hoa rất là đẹp á. Xoáy đẹp ạ.